Đây, xin chào cả nhà nha. Đây thì anh em đang sửa chữa ngoài này đây nè. Và đây mình bơm cái bãi cát lên rất là khủng luôn nè. Mình chia sẻ sơ sơ thôi, hôm nay mình cũng chia sẻ nhiều gì nhiều ấy nữa, tại vì mình bơm cái khối lượng nó đầy lên đó. Mình chia sẻ thì máy đang gáp cái đồ linh tinh ngoài kia. Đây đất mình bơm nhìn nâu nhìn cỏ lên nè. Đây cái đầu ống mình nè, mình bơm lên cái khối lượng rất là nhiều, lên số lượng khủng không, quá trời. Mình chia sẻ video này ngắn thôi, thì máy mình chạy lúc ở ngoài này nè, ngoài biển khơi ngoài này. Đây là tại đây là cái suối, đây là cái bãi này nè, cái bãi cát sỏi nha, cát sỏi không luôn. Để mình xuống đó mình chia sẻ sơ sơ cho các bạn xem, tại vì nước nó, nước mưa nó dâng lên nhiều quá. Đây nước mưa nó dâng lên nè, nó hơi sình mình không xuống đó. Đó, tí nữa mình xuống đó mình đầu ổng chia sẻ sơ sơ cho các bạn xem nha. Đó, anh em đang gáp vào này nè. Đó, cái máy mình nè, mình zoom hơi xa xa cho các bạn xem nè. Đó, đây. Đó, anh em đang sửa chữa cái bơm hút vào này, bơm cát sỏi nó bị hao mòn lắm cả nha. Thì đây đường ống nè, đây cái đường ống mình phao nổi hết. Đây, cát nè, đây không không đó. Vậy mình cũng chia sẻ sơ sơ mình đi dạo quanh cái bãi bãi chứa của mình nha. Cái hồ thì mình, đây là cái hồ mình bơm cho cặp cái mé bờ này cho nó ra, diện tích nó rộng lắm cả nha. Đó, cái nhà cũng thấy nè, đó khu vực rất là rộng luôn, mình bơm rất là nhiều, tại vì cái độ sâu nó không hết 5 mét nước rồi cả nhà, mà giờ bơm lên cao hơn mặt nước rồi, em thấy nó nhiều như thế nào luôn. Thì mình bơm cái chỗ vị trí mình không di chuyển nhiều á, cái bãi tại chỗ nên là mình ít ra video. Thì cả nhà xem thì ủng hộ mình nha. Thì tại vì máy mình hoạt động một chỗ nó không có gì mới lạ nên là mình không có chia sẻ video thường. Thì mình lâu lâu mình chia sẻ cái bãi mình bơm thôi, tại vì mình bốn máy hoạt động mà hết hai máy nó nằm một vị trí rồi nên là mình không có ra video theo cái kiểu là bãi mới gì nhiều, nên là cả nhà thông cảm nha. Đó thì cái đầu ống gần bên nè, mình lại bộ cũng gần tới đây nè. Mình hôm nay mình đi tới mình chia sẻ cho cả nhà xem như thế này thôi, chứ nó không có gì mà khác lạ hết trơn á. Mình lội vô đây. Đó nè, cái bãi cát nè, sỏi nè, lên rất là nhiều luôn nha. Đây các nhà cũng thấy nè, cái máy nó trời coi nó không lắp, mà lắp cái ống này để trời sao mà lên mạnh được. Thì cái máy nằm ngoài này nè cả nhà, đó phao nổi các kiểu này. Đây sỏi nè, mình đi lên tới đường ống cho cả nhà xem, sỏi cực kỳ nhiều đó. Mình đi lên đường ống này nha, mình đi trên ống nè. Đây những viên sỏi như cái này cho cả nhà xem nè, chờ mình đi được luôn nha, mình tưởng đâu là sình mưa đi không được. Đây mình đi nè, bơm được đi rồi được luôn nha. Đây cái bãi nè rất là nhiều đó, máy mình ghép vào này. Cả nhà thấy đi, nó lên khối lượng khủng luôn á, ghê hồn không. Thì nó không có gì mà mới lạ hết cả nhà, thì cát sỏi không à nè, những viên sỏi cho cả nhà xem nè. Đường ống dẫn của mình lên đây nè, sỏi nó lằng bên đây sỏi hơn cái máy bên kia. Này máy mình hiện tại mình bên đây còn máy nữa nha, mấy phía bờ bên đó còn máy nữa, còn mình bơm vị trí này máy bên này nó sỏi nè, ghê hồn không.
Thì đó, cái mình chia sẻ như đây thôi chứ máy mình không có chia sẻ gì khác hơn. Hôm nay mình đi tới đây mình chia sẻ cái bãi đổ nó cao như thế nào thôi chứ nó không có gì khác lạ nha. Thì cả nhà xem thì cho mình một like và một chia sẻ, một đăng ký kênh nha cả nhà. Đó. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì mình sẽ những cái video tiếp theo mình thì mình sẽ có chia sẻ một cái mình gáp con kháng mới rồi cho cả nhà tham khảo con mới mình nó khác chỗ nào nữa nha. Thì mong cả nhà ủng hộ kênh của mình. Thì cả nhà có công trình nạo vét như thế nào, chỗ nào có những cái nạo vét kênh hay là lắp ao hồ gì đó, đập thủy điện này gì đó, thì cả nhà liên hệ với mình với số điện thoại ở bên dưới Zalo của mình trên màn hình. Cả nhà gọi cho mình tới khảo sát và nhận thi công nha cả nhà. Thì một lần nữa xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà video gần đây nhất. Bye bye.